bác sĩ ơi, cho em hỏi dùng thuốc gì để điều trị mụn viêm? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bác sĩ Trang chia sẻ với các bạn một số loại thuốc để điều trị mụn viêm khi các bạn chưa có điều kiện tới gặp bác sĩ khám, hoặc vì một lý do nào đó mà chúng ta chưa có đi khám được. Chúng ta có thể sử dụng một cái số thuốc thoa mụn viêm tại chỗ. Khi nói tới mụn viêm thì các bạn sẽ nghĩ ngay là cái mụn đó nó đang tăng sinh cái yếu tố viêm và sự hiện diện của vi khuẩn nó có. Khi một cái mụn viêm nó sẽ biểu hiện là thường là sẽ gọi là sưng nóng, đỏ, đau. Đó là một cái yếu tố viêm cơ bản. Với mụn thì các bạn có thể nhìn thấy cái mụn nó đỏ và nó sưng, có thể đau, bên cạnh nó kèm có mủ, chứng tỏ nó đang viêm và có sự hiện diện vi khuẩn ở đó. Cho nên chúng ta sẽ chọn một số cái loại thuốc kết hợp, có thể là dùng thuốc thoa, thuốc uống và skincare hàng ngày. Nhưng ở đây tôi chỉ đề cập tới thuốc thoa thôi các bạn nhé. Thuốc thoa thì chúng ta sẽ sử dụng một cái nhóm thuốc mà có chứa kháng sinh để giúp cho cái việc mà giảm đi cái yếu tố viêm và ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn của vi khuẩn. Ở đây chúng ta có thể sử dụng erythromycin là một cái kháng sinh tại chỗ. Chúng ta có thể thoa để giảm đi hiện tượng viêm. Erythromycin có thể sử dụng 2% các bạn. Bên cạnh đó có thể sử dụng từ lindamycin kết hợp với lại adapalene. Đó là một cái sản phẩm có chứa trong Calendixi. Các bạn có thể tìm mua dễ dàng ở trên thị trường. Và có thể sử dụng Aurelis. Aurelis thì có là thành phần là erythromycin kết hợp với lại tretinoin. Đây là một cái sản phẩm cũng khá là hoàn hảo để giúp cho các bạn giảm đi cái yếu tố viêm và cái bạc sừng nang lông, kiểm soát được cái nhận tốt hơn. Chúc các bạn thành công điều trị mụn hiệu quả. Các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi nào liên quan tới việc làm đẹp hoặc sức khỏe, các bạn có thể comment ở dưới, bác sĩ Trang sẽ trả lời cho các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.